Kiểm tra dấu ở trên cánh tay các vận động viên.
đề nghị chúng ta đưa vận động viên mình lên cân và đóng dấu vào tay. Đề nghị chúng ta đóng dấu vào tay vận động viên. Ban tổ chức đồng chí nào đang giữ dấu thì trong tay. Rồi, cho các anh chú ý. Các anh chú ý. Kéo. Sau khi tôi cảm động biết được là chúng tôi tổ chức hội thi trọng trung nhân gian hè và có được cháu con thì chúng ta đầu tư cho các cháu tập trước là khoảng 2 tháng. Nên là chúng ta có thể thấy là hôm nay cũng là một trong những đơn vị có thể là ứng cử viên tổ chức du lịch năm nay. Vâng, chúng hai đội chúng ta lên dây. Hôm nay chú ý. Vâng, rất mong hai chúng ta sẽ lập được thế trận. Hai đội lưu ý.